Sáng ngày 30 tháng 5, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp, nghĩa tình năng động sáng tạo. Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phan Văn Thắng chủ trì. Nội dung chuyên đề gồm hai phần: tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và con người, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp, nghĩa tình năng động sáng tạo theo đó có 6 nhiệm vụ và giải pháp được đề ra nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong xây dựng văn hóa và con người đồng tháp nghĩa tình năng động sáng tạo đó là tăng cường sự lãnh đạo của đảng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vị trí vai trò quan trọng của văn hóa con người đối với phát triển kinh tế xã hội xây dựng phát triển văn hóa con người đồng tháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong tất cả các lĩnh vực kinh tế đời sống xã hội dần dần Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phan Văn Thắng đề nghị cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề trên trong cán bộ đảng viên một cách nghiêm túc, thực chất, gắn với việc thực hiện nghị quyết 06 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh và chọn những công việc cụ thể, thiết thực cần tập trung thực hiện để tạo chuyển biến rõ nét Đoàn công tác Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do bà Nali Sisolit, phu nhân tổng bí thư, chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn, có chuyến thăm và làm việc tại Đồng Tháp vào sáng nay ngày 30 tháng 5. Ông Phạm Thị Nghĩa, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, bà Lê Thị Kim Loan, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh tiếp đoàn. Dư mừng đón tiếp đoàn sang thăm Đồng Tháp, ông Phạm Thị Nghĩa cho biết Đồng Tháp đã và đang tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Salavan và Champasak, Lào. Đây là mối quan hệ đặc biệt được nhiều thế hệ lãnh đạo dung đắp, gìn giữ và ngày càng phát triển. Ngoài ra, tỉnh đang thực hiện đề án đối ngoại với các địa phương của Lào giai đoạn 2020-2025. Ông Phạm Thị Nghĩa cũng cho biết, năm 2022, tỉnh đã hỗ trợ cho 20 sinh viên Lào học tại trường cao đẳng y tế và trường cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp. Đến nay có 80 sinh viên của Lào theo học tại Đồng Tháp. Đồng thời, ông Phạm Thị Nghĩa cũng thông tin với đoàn công tác về làng Hoa Sa Đéc, nơi đoàn đã ghé thăm trước khi đến làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Bà Nali Sisolit, phu nhân tổng bí thư, chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cảm ơn ông Phạm Thị Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã tiếp đón đoàn. Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm làng Hoa Sa Đéc và diễn khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, phu nhân tổng bí thư, chủ tịch nước Lào bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp của làng hoa cũng như sự tôn kính, gìn giữ của tỉnh Đồng Tháp đối với khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, nơi an nghỉ của thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và những công lao đóng góp của cụ. Bà Nali Sisolit cũng chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp đạt được và mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên Lào học tập. Đây sẽ là nguồn nhân lực đóng góp cho sự phát triển của Lào trong thời gian tới. Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ hai, dòng loại cầm 7 do Công an tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 5. Sáng nay ngày 30 tháng 5, hội thi tập trung lực lượng diễu binh diễu hành và chính thức khai mạc tại công viên dân miếu thành phố Cao Lãnh. Tham dự lễ của ông Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và thành phố Cao Lãnh. Dòng loại hội thi có 11 cụm thi đấu, trong đó cụm 7 gồm Công an 8 tỉnh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, An Giang, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương. Hội thi có 4 nội dung thi đấu, chạy 100 m dược chướng nghệ vật, cứu nạn, cứu hộ, cứu nạn, cứu hộ trong môi trường khói khí độc, cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước, bơi cứu nạn, cứu hộ. Kết thúc hội thi ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội tuyển công an Bà Rịa Vũng Tàu. Đội tuyển công an tỉnh Đồng Tháp xếp nhì toàn đoàn và xếp thứ nhất nội dung thi cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 22 tháng 5, số ca nhiễm sốt xuất huyết được ghi nhận là hơn 1.300 ca, cao hơn 820 ca, tương đương 150% so với cùng kỳ. Do đó, mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, công sở hãy chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. Trong đó, dành 10 đến 15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, từ trong nhà đến xung quanh nhà, không để động nước làm phát sinh lăng quăng, mũi như lật úp các xô, lọ, chai cũ không dùng đến, cọ rửa và thay nước lọ qua, chén nước cúng ít nhất một lần trên tuần, dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối, dần dần. Đại kính, lưu, phi chứa nước không dùng đến để tránh mũi đẻ trứng và phát sinh lăng quăng, mũi. Đối với những nơi chứa nước không dùng để uống, sinh hoạt, có thể thả cá để diệt lăng quăng. Sử dụng bình xịt, nhang, kem thoa xua mũi, mặc áo quần dài tay, ngủ mùng, kể cả ban ngày để tránh mũi đốt. Hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đề nghị báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền quy định, kết luận của hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và nội dung tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức phù hợp. Tăng cường tuyên truyền các điển hình nhân tố mới, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua và đợt sinh hoạt chính trị trên địa bàn tỉnh